Hello và chào mừng 500 anh em đã quay trở lại với channel của Bang Bang Gaming. Lại là mình, Eric đây. Thì dạo gần đây, trào lưu game NFT free to play có thể nói là đang trở nên thịnh hành hơn và được người chơi bắt nhịp một cách nhanh chóng và quen thuộc hơn. Thì Eric tin chắc rằng những anh em đang xem video ở đây chắc hẳn là anh em đều rất là quan tâm. Thì trong video ngày hôm nay, Eric sẽ tiếp tục chuỗi series về chủ đề NFT game free to play và giới thiệu tới cho anh em một tựa game cũng rất là hấp dẫn và Eric sẽ trải nghiệm cho anh em trong video này luôn anh em nhé. Thì tựa game này có tên là gì và cách chơi ra sao? Eric sẽ giới thiệu chi tiết về tựa game này cũng như hướng dẫn chi tiết về cách chơi game, gameplay của tựa game này và những nhận định đánh giá sẽ có trong video này. Nếu anh em quan tâm thì hãy tiếp tục xem video này nhé. Mà anh em nào đã xem video tới đây hay anh em là những người mới lần đầu tiên đến với channel của Bang Bang Gaming thì nhớ ủng hộ cho Bang Bang Gaming một like và một subscribe để tiếp thêm động lực cho chúng mình có thể ra được những video hay hơn và chất lượng hơn nữa anh em nhé. Còn bây giờ, ok anh em, thì tựa game mà ngày hôm nay Eric muốn chia sẻ tới cho anh em có tên là Petarus. Thì đây là một tựa game đua xe web 3 được chạy trên một hệ sinh thái hoàn toàn mới, đó chính là Metasen. Thì trong game thì sẽ gồm các nhân vật NFT, thú cưng vô cùng bắt mắt và thời thượng. Thì đồ họa gameplay của dự án này thì cũng rất là đẹp luôn đúng không anh em? Thì anh em có thể nhìn thấy trên website của dự án này, giao diện và các nhân vật được làm rất là đẹp và chỉnh chu đúng không anh em? Ok anh em, thì đó là về phần đồ họa giao diện và xuất xứ của tựa game này được xây dựng ở đâu. Thì tiếp theo thì Eric sẽ chia sẻ một chút xíu về gameplay của dự án này để cho anh em có thể hiểu hơn về tựa game đua xe này anh em nhé. Thì đây là một tựa game kết hợp đặc sắc giữa tính năng PvP và các tính năng khác như là thu thập nè, trồng trọt hay là chăn nuôi sẽ tích hợp trong dự án. Thì để khám phá chi tiết hơn thì trong phần tiếp theo của video này Eric sẽ hướng dẫn anh em cách tải game cũng như là Eric sẽ trải nghiệm chi tiết để đưa ra những cái review cũng như là đưa ra những thông tin thực tế hơn cho anh em để anh em có thể nắm rõ anh em nhé. Ok anh em, thì hiện tại dự án này cũng đang có những sự kiện vô cùng hấp dẫn anh em ạ. Thì theo Eric được biết thì dự án này đang trong quá trình chạy bản demo và anh em có thể tham gia nó hoàn toàn một cách miễn phí anh em nhé. Thì hiện tại dự án đang chạy trên hai nền tảng, đó là Android bản APK và iOS bản của iPhone đó anh em. Thì ngoài ra thì trên bản Android thì anh em cũng có thể tải thêm về phiên bản giải lập nữa anh em ạ. Anh em có thể sử dụng giải lập để chơi bản Android, ví dụ như là BlueStacks nè, LD hay là Note, thì anh em cũng có thể tải về và chơi từ những nền tảng đó. Hiện tại thì ngoài quá trình chạy bản demo thì dự án còn có chuỗi sự kiện vô cùng hấp dẫn, đó là 3 sự kiện anh em nhé. Thì anh em hãy tiếp tục xem video này, Eric sẽ chia sẻ chi tiết cho anh em về cách tham gia cũng như là chi tiết những sự kiện này sẽ là những sự kiện nào, thì anh em hãy cùng theo dõi ngay bây giờ anh em nhé. Ok anh em, thì đầu tiên để mà tham gia vào chuỗi sự kiện này và nhận được thêm những phần thưởng từ dự án và nhận thêm được những khoản Euro thì chắc chắn là anh em sẽ phải đăng ký tham gia chơi game. Thì link đăng ký tham gia chơi game Eric sẽ để bên dưới phần mô tả của video này. Và Eric sẽ chia sẻ thêm là nếu anh em đăng ký bằng đường link của Bang Bang Gaming, anh em sẽ được những lợi thế gì và được những phần thưởng như thế nào anh em nhé. Thì ngoài việc chơi game và đăng ký bằng đường link của Bang Bang Gaming, anh em sẽ nhận được phần thưởng Euro từ dự án là đầu tiên. Ngoài ra thì anh em sẽ được bonus thêm là anh em sẽ khi đăng nhập trò chơi hàng ngày, anh em sẽ nhận được phần thưởng là 0.3 MSU trên mỗi ngày. Và ngoài ra thì anh em cũng sẽ nhận được thêm là 0.6 MSU nếu như anh em mời 2 bạn bè trở lên, và nhận được 0.9 MSU nếu như anh em mời 4 bạn bè trở lên. Thì đây là những cái quyền lợi mà chỉ có những anh em nào đăng ký bằng đường link của Bang Bang Gaming thì anh em mới nhận được nhá. Thì ngoài ra khi anh em đăng ký tham gia game thì anh em còn được nhận thêm phần thưởng Euro khác từ dự án nữa, đó chính là sự kiện quà bí ngô bí ẩn. Thì ở sự kiện này thì tất cả các thành viên trong cộng đồng Bang Bang Gaming chỉ cần tham gia vào hai trò chơi trong phiên bản Petarus demo vòng 3 thì anh em hoàn toàn là chắc chắn là sẽ nhận được phần Euro này. Thì ở đây dự án có công bố phần thưởng của Mystery Box là 0.1 BNB, quà bí ngô là 5 đô và 5 vé phần thưởng cho bản Cloud Beta Test trị giá là 5 đô. Thì đây cũng là một trong những phần thưởng cũng khá là hấp dẫn đúng không anh em? Khi anh em tham gia chơi game thì anh em sẽ nhận được Euro từ 3 sự kiện luôn anh em. Thì đây là một trong những phần quà vô cùng hấp dẫn mà dự án muốn gửi tới cho anh em. Thì trong phần tiếp theo của video này, Eric sẽ chia sẻ tới cho anh em
và hướng dẫn anh em cách để tải game cũng như là cách tham gia vào tựa game này sẽ như thế nào. Thì bây giờ sẽ cùng tiếp tục video anh em nhé. Ok anh em, thì bây giờ Eric sẽ hướng dẫn cho anh em tải game. Thì đầu tiên Eric sẽ lấy link tải game ở bên dưới phần mô tả của video này. Ở phiên bản iOS thì Eric sử dụng iPhone, cho nên ở phiên bản iOS này thì bước đầu tiên là anh em sẽ phải tải Test Flight về nhá. Thì anh em nào chưa có Test Flight thì anh em sẽ tải về. Thì sau khi tải về rồi thì anh em truy cập vào. Ok anh em, thì ở đây thì Eric đã tải về rồi, thì nó đã hiện ở đây lên. Còn anh em nào chưa có Test Flight thì phải tải trước nhá. Thì sau khi tải xong rồi thì anh em mới tiếp tục là tải game. Thì sau khi tải game thì anh em ấn vào đây nè, bên dưới cái logo này thì sẽ có bước tải game. Ở đây thì Eric đã tải game rồi. Thì bây giờ Eric sẽ thử nghiệm luôn. Thì anh em chỉ cần hai bước vô cùng đơn giản là anh em có thể tải được game. Thì bây giờ Eric sẽ bắt đầu thử nghiệm. Thì ở đây Eric tải game xong rồi, thì Eric sẽ mở game lên. Ok, bây giờ thì Eric sẽ truy cập vào game. Màn hình có mờ quá không anh em? Eric sẽ truy cập vào game. Ok anh em, thì để như vậy cho rõ hơn thì Eric sẽ phóng nhỏ, thu nhỏ lại anh em nhé. Đầu tiên là sẽ login nè, thì anh em sẽ login vào. Ok anh em, thì ở đây thì Eric đã đăng nhập rồi. Thì bây giờ mình sẽ log out ra để cho anh em có thể nắm rõ hơn là những anh em mới tham gia, để anh em cùng biết đăng nhập luôn anh em nhé. Thì đầu tiên khi login vào đây, anh em có thể thấy giao diện là MetaSend. Thì anh em sẽ phải có một tài khoản MetaSend anh em nhé. Thì anh em sẽ ấn vào sign up nè. Sign up. Xong rồi anh em nhập email. Email của anh em là gì? Tiếp tục anh em nhập password, confirm password. Và nó sẽ gửi cho anh em một cái mã code về địa chỉ email. Và sau khi đó anh em nhập vào, và anh em tích vào cái ô này, và anh em ấn sign up, thì anh em sẽ tạo tài khoản được. Thì còn ở đây thì Eric đã tạo tài khoản rồi, thì bây giờ Eric chỉ cần login vào thôi anh em nhé. Eric sẽ login vào. Thì nếu như anh em là người mới thì đầu tiên đăng nhập vào thì anh em có thể thấy giao diện trang chủ của tựa game này là một hình ảnh nhân vật cũng khá là bắt mắt đúng không anh em. Thì đầu tiên họ sẽ bắt anh em là đặt username. Thì ở đây Eric đã đặt username rồi. Thì anh em nào nếu như tham gia đăng ký join vào cộng đồng Bang Gaming, anh em có thể đặt tên tên của mình đằng sau đó là ký hiệu là BBG, để biết đâu anh em mình vô game gặp nhau thì anh em mình cũng có thể chào nhau một cái chẳng hạn như vậy. Ok anh em. Ok anh em, thì bây giờ mình đã tìm được game rồi, thì trận đấu của mình sẽ bắt đầu sau 13 giây nữa. Thì anh em cùng xem trải nghiệm cái đồ họa cũng như là cơ chế gameplay của dự án game này anh em nhé. Đây là một cái game xe cũng rất là chất lượng và cũng rất là thú vị anh em ạ. Lần đầu tiên mình trải nghiệm một cái game nó khác như thế này. Ok anh em, thì bây giờ sẽ bắt đầu game nào. Thì game này thì anh em sẽ không phải điều khiển nhá. Anh em sẽ chỉ thả những cái tính năng này vào. Ở đây thì có tính năng hồi máu này, càng chạy thì máu anh em sẽ càng tụt dần. Thì anh em phải căn tốc độ. Thì bây giờ mình sẽ test thử cái này. Mình sẽ tăng tốc lên. Ok anh em. Tăng tốc qua khúc cua nè. Đấy. Đây là tăng tốc đoạn đường thẳng. Ok anh em. Thì càng chạy thì mình sẽ càng bị tụt máu. Thì phải theo Eric quan sát thì mình sẽ càng bị tụt máu. Và thể lực của mình thì cũng đã hết rồi nha anh em. Thì anh em phải căn và tính toán làm sao sử dụng những cái tốc độ này cho hợp lý. Theo mình nghĩ thì anh em có thể chơi được nhiều thiết bị anh em nhé. Thì cũng giống như SC Infinity ngày xưa thì cũng sử dụng nhiều thiết bị để tham gia vào trò chơi này. Thì mình nghĩ là tựa game này thì cũng như thế anh em ạ. Thì hiện tại thì Eric cũng chưa thực sự master lắm đâu, nhưng mà mình cũng đã chơi cũng một vài trận và cũng nắm rõ được cơ chế game và thấy con game này cũng rất là tiềm năng để anh em có thể tham gia. Thì ngoài các sự kiện đấy thì anh em cũng có thể join vào các event. Thì anh em nào mà đam mê tốc độ thì hãy nhanh chóng tham gia chơi game bằng cách là bấm vào đường link bên dưới phần mô tả của video này, link đăng ký tham gia chơi game để tải game anh em nhé. Anh em đừng quên điền địa chỉ ví và email của mình để có thể nhận được airdrop từ hai sự kiện của dự án anh em nhé. Đó là những đặc quyền dành cho những anh em tham gia chơi cùng cộng đồng Bang Gaming.
thì ngoài ra anh em cũng có thể join vào group Metasen Community Việt Nam để cùng nhau chạy phố kiếm tiền anh em nhé. Thì hy vọng video này sẽ giúp cho anh em có thêm những insight cũng như là hiểu thêm chi tiết về tựa game này và cách để có thể tải tựa game này và tham gia chơi game anh em nhé. Đặc biệt là chơi game mà còn được nhận sự kiện Europe nữa, đó là một điều rất là tuyệt vời đúng không anh em. Thì hy vọng qua video này Eric đã chia sẻ tới cho anh em những kiến thức cực thì hy vọng qua video này Eric đã chia sẻ cho anh em những thông tin cực kỳ chất lượng về tựa game Petarus này trên hệ sinh thái của Metasen, một hệ sinh thái cực kỳ mới nhưng mà cực kỳ tiềm năng luôn anh em à. Thì hy vọng anh em cũng có thể kiếm được thêm những phần thưởng cũng như là kiếm được tiền từ sự kiện Europe cũng như là tham gia vào trò chơi này. Đặc biệt là anh em cũng đừng quên là follow vào cái kênh social của Bembe Gaming để nhận được những tin tức mới nhất liên quan tới thị trường game NFT, Metaverse hay là NFT. Anh em cũng có thể join vào group Telegram của Bembe Gaming vì ở trong đây cũng có rất là nhiều những thông tin mới, cùng với đó là các sự kiện Europe cực kỳ hấp dẫn tới cho các thành viên trong cộng đồng Bembe Gaming anh em nhé. Cùng với đó thì anh em cũng có thể join vào group Facebook của Bembe Gaming để có thể trao đổi hay thảo luận. Hay anh em có bất kỳ những góp ý hay thắc mắc gì thì anh em cũng có thể chia sẻ hay là hỏi và trao đổi với những anh em trong cộng đồng Bembe Gaming anh em nhé. Thì video này cũng sẽ kết thúc tại đây. Hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo với những chuỗi series hay về chủ đề game NFT free to play và những chuỗi series review và trải nghiệm game cực kỳ hấp dẫn từ Bembe Gaming anh em nhé. Bye bye anh em.